anh giới thiệu anh em một dòng sản phẩm mới tiếp theo của hãng Kha Tốc đang phân phối ở thị trường Việt Nam, đó là thương hiệu Thức Thủy hay là Levo của hãng Ebisu Yamot, hàng nội địa Nhật cho anh em nhé. Trên tay mình đây là cuốn catalog của hãng Ebisu Yamot chuyên về dòng thức thủy Levo cân bằng. Đó. Chắc là anh em sử dụng về đồ người Nhật, anh em bên xây dựng chắc là cũng biết nhiều về thương hiệu này. Anh em có thể lên trang web của nó, Ebisu Levo.co.jp. Đây thì thương hiệu này là rất là nổi tiếng ở Nhật, là thành lập từ năm 1954 ở tỉnh Niigata, cũng được là 67 năm rồi. Thì đây là một thương hiệu rất là lâu đời, chuyên về dòng thức thủy hay Levo. Rồi thì bên mình cũng có một số cái sản phẩm mình nhập về để phân phối. Thì đầu tiên là mình xin giới thiệu với anh em, đây là một chiếc Levo góc, đo góc nghiêng. Hàng made in Japan. Đó. Mã sản phẩm là ED-20SSMG. Đây là dòng sản phẩm có nam châm, ký hiệu nam châm ở bao bì anh em nhé. Và anh em mở ra trên này. Đó. Wow. Hàng rất là nhẹ này, cầm rất là nhẹ. Đây là nam châm. Để mình đo thử cho anh em coi. Đó. Đang chế độ không này. Đây là nghiêng 10 độ này. 20 độ đó. Wow, hít rất là chắc nhá. Anh em làm bên cơ khí này. Đó, bên ngành xây dựng, ngành mộc bên cơ khí. À. Anh em nhìn rõ không nhỉ? Đây, một chiếc Levo góc, to góc nghiêng. Mã sản phẩm là ED-20SSMG của hãng Ebisu Yamot. Đó, Ebisu, hàng nội địa Nhật. Đó, made in Japan. Đây này. Đây, người ta sợ là dán bao bì tem nhãn này. Đây, trên thân vẫn còn chìm này. Đó. Bên dưới là made in Japan tem nhãn rồi, mà trên thân hộp vẫn còn đóng dấu chìm made in Japan. Đây, sản phẩm này mình đang bán với cái giá là 434.000 anh em nhé. Sản phẩm ED-20SSMG Levo đo góc. Giá sản phẩm là 434.000. Nói chung anh em mua ở bên Kha Tốc thì rất là ok về sản phẩm, về chất lượng. Và hàng đảm bảo với anh em là hàng nội địa Nhật. Đó, có giấy tờ đầy đủ cho anh em. Rồi, mình giới thiệu với anh em đây một chiếc thức thủy hay Levo cân bằng. Hàng nhỏ gọn, 10 xăng. Đó. Wow. Đóng rất là cẩn thận. Wow, mignon chưa? Đây là một chiếc thức thủy tầm tay, bỏ túi hoặc là có thể là dắt theo ở cái móc quá này anh em nhé. Đó, rất là tiện lợi trong công việc mình phải đi đo đạc ở trên cao. Đây, mã sản phẩm là ED-10HLMR của hãng Ebisu
Đây là dòng có nam châm, đó, bên dưới là nhôm này, nhựa rất là chắc chắn này. Sản phẩm Made in Japan. Đó. À, nằm trong thích cực khỏe luôn anh em nhé. Đó, anh em thấy không? Đó. Đó, hít rất là khỏe. Đó, đây là nhôm, không phải là 500. Một chiếc Levo cân bằng bỏ túi 10 cm, mã sản phẩm ED gạch 10 HLMR, giá bán mình đang bán là 317.000. Đó. Anh em nào cần thì có thể liên hệ tới mình. Một chiếc Levo cân bằng cầm tay bỏ túi giá là 317.000. Thôi. Tiếp theo mình giới thiệu thêm cho anh em một chiếc cũng Levo cân bằng hay là thức thủy dài 150, nhưng mà dòng này là không có nam châm. Đó, không, dòng này không có nam châm anh em nhé. Nóng bao bì rất là đẹp này. Đây này, chiều dài là 150. Đó, anh em có thể quẹt mã vạch trên bao bì đều có hết. Đó. Bằng nhôm rất là đẹp. Đó, bao bì này nhôm siêu nhẹ nhé. Rồi, dài 150. Dòng thủy rất là đẹp. Dòng này không có nam châm anh em ạ. Mã sản phẩm ED gạch 15 là giá bên mình đang bán là 317.000. 317.000 cho một cây thước thủy dài 150. Dòng không có nam châm. À, anh em xem mã nhé, ED gạch 15N giá là 317.000. Rồi anh em, trong video này anh em mà mua sản phẩm nào thì bên mình sẽ hỗ trợ giao hàng cho quý anh em nhé. Nói chung là anh em mua thì chuyển khoản trước thì bên mình sẽ là bao phí ship. Rồi, cây tiếp theo là một chiếc cây Levo cân bằng. Dòng này là cũng là không có nam châm. Đó. Nhưng mà lại bằng nhựa loại nhôm. ED gạch 22 DLMB. Đó. Và mình sẽ kiểm tra xem nó như thế nào đã. Trước khi nói đến giá. À, đây có nam châm chứ nhỉ? Có nam châm mà. À, đây có nam châm. Ký hiệu nam châm này. Wow. Một chiếc rất là đẹp. Đối với anh em thợ nhìn một chiếc này rất là đẹp. Là vỏ bọc nhựa. Và lõi bên trong là lõi nhôm. Nói chung là rất là nhẹ. Đây gồm có 3 thủy ngân, 3 hộp cân bằng. Đó. 90 độ này, 0 độ này và 45 độ. Đó.
hít rất là khỏe này. Đó, anh em nhìn nhé, mình nhấc một tay rất là khó này, đó. Ok. Nhìn đẹp không? Director Level Made in Java. Đó, 45090. Đó. Ba vạch chia thủy ngân. À, anh em nào yêu em này thì nhắn tin mã comment xuống bên dưới hoặc gọi điện. Mã sản phẩm ED-22DLMB. Giá của bên mình đang bán là 384.000 anh em nhé. Sản phẩm là nội địa Nhật của hãng Ebisu. Dài là 220. Đó, anh em nào mà loại này chắc là phổ thông này, bỏ trong túi này, đồ nghề làm thì có thể mang đi là rất là ok. ED-22DLMB giá là 384.000. Rồi, cây tiếp theo một cây thức thủy level cân bằng 300, chiều dài là 300. Loại này là không có nam châm. Made in Japan, Ebisu, đó, ISO là 9001 này, mã sản phẩm này, ED30 này, đây là Made in Japan, chữ tiếng Nhật này, vừa tiếng Nhật vừa tiếng Anh này, à, mã vạch này, mã Siri này, rồi, đây là mã QR này, anh em có thể check nhé, đó, đầu đuôi đều có hết. Wow. À, đóng thừa mất 2 tờ. Đó, thừa 2 tờ. Đây một em Revo bằng nhôm. Đó, hai đầu bịt nhựa. Thì đây chỉ có 90 và 45 thôi. Hai nấc chia là 90 và 45. Đó, ED gạch 30. Anh em nào mà không cần nam châm thì sắm em này. Đó. Cầm rất là nhẹ nhàng này. Nói chung là ok, là bao test cho anh em luôn, bao sử dụng. Đó. Một em level cân bằng, dài là 300, mã sản phẩm là ED-30N của hãng Ebisu. Giá mình đang bán là 394.000 nha anh em nhé. 394.000. Anh em nào yêu em thì nhắn tin hoặc comment xuống bên dưới video. Thì bên mình sẽ có nhân viên liên hệ, gọi điện và xác nhận giao hàng cho anh em. Anh em nào mua trước chuyển khoản thì bên mình sẽ là bao ship trong video này. Rồi, tiếp theo mình giới thiệu với anh em, đây là chiếc level cân bằng không nam châm, chiều dài là 450, mã sản phẩm là ED-45N, đó, chiều dài là 450. Dòng này thì cũng có hai thang chia 90 và 0. Đó. Giá của sản phẩm này thì mình đang bán là 477.000 anh em nhé. Hàng này là nội địa Nhật của hãng Ebisu, cũng là dòng sản xuất rất là lâu đời ở bên Nhật, một thương hiệu rất là khá phổ biến hiện nay trên thế giới, nên là anh em yên tâm về chất lượng. Giá là 477.000. Anh em nào yêu em cây level 450 dòng không nam châm thì hãy nhắn tin comment xuống bên dưới.
tất cả những cái sản phẩm này thì bên mình đang bán là đều có giấy tờ đầy đủ. Anh em nào liên hệ làm đại lý thì cứ có thể trực tiếp liên hệ số điện thoại hoặc là email bên dưới, hoặc là tới địa chỉ văn phòng của bên mình. Địa chỉ là tại 21-2 Huỳnh Thị Ai, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, hoặc là số 19 ngõ 48 phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Thì anh em có thể tới tìm hiểu xem sản phẩm. Về chính sách giá thì anh em cứ liên hệ trực tiếp hoặc là đến văn phòng. Và anh em nào mua hàng thì cứ nhắn tin hoặc comment xuống bên dưới thì bên mình sẽ có người liên hệ. Thì ưu tiên là anh em là mua hàng chuyển khoản trước thì bên mình sẽ hỗ trợ bao ship. Đó. Anh em thấy hay thì like chia sẻ giúp mình hoặc là đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo của mình trong thời gian tới. Mình sẽ có nhiều một các sản phẩm mới về, mình chưa kịp để review cho anh em. Đó. Thì rất là mong anh em ủng hộ. Xin chào, cuối video thì xin chào anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Các bác ai đang cần mua kìm Nhật Bản, gọi cho tôi. Tôi cam kết chính hãng, 100%. Chỉ sợ các bác mua nhầm hàng Trung Quốc thôi, chứ khi sử dụng kìm bên chúng tôi. Đảm bảo chất lượng, uy tín và độ bền cao. Công ty Hà Tốc chuyên cung cấp và nhập khẩu các sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản. Liên hệ hotline nhà các bác ơi. Liên hệ ngay để được ưu đãi hấp dẫn. Các bác ai đang cần mua kìm Nhật Bản, gọi cho tôi. Tôi cam kết chính hãng, 100%. Chỉ sợ các bác mua nhầm hàng Trung Quốc thôi, chứ khi sử dụng kìm bên chúng tôi. Đảm bảo chất lượng, uy tín và độ bền cao. Công ty Hà Tốc chuyên cung cấp và nhập khẩu các sản phẩm chính hãng từ Nhật Bản. Liên hệ hotline nhà các bác ơi. Liên hệ ngay để được ưu đãi hấp dẫn.